nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân mạng lưới y tế nhất là y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh gia lai không ngừng được quan tâm đầu tư nhờ vậy tỷ lệ xã phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế số bác sĩ trên một vạn dân tỷ lệ bao phủ bảo y tế tăng đều qua các năm đặc biệt trong bối cảnh ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ các hoạt động liên doanh liên kết tại bệnh viện công đã mang lại nhiều kết quả tích cực đáp ứng nhu cầu đổi mới trang thiết bị kỹ thuật y tế đặc biệt là những trang thiết bị kỹ thuật cao phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu của nhân dân. Cùng với công tác y tế dự phòng được triển khai đồng bộ, công tác xã hội hóa y tế trên địa bàn tỉnh cũng ngày càng phát triển. Toàn tỉnh hiện có 4 bệnh viện tư nhân, 721 cơ sở hành nghề y tư nhân và 846 cơ sở hành nghề dược tư nhân, qua đó đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ chất lượng cao của người dân trong và ngoài tỉnh cũng như nước bạn Lào, Campuchia.